Chào các bạn, trong bài học cuối cùng của chương học sử dụng các công cụ về selection này thì mình sẽ hướng dẫn nốt các cái công đoạn cuối cùng để các bạn có thể hoàn thiện cái tác phẩm project của chúng ta ở đây. Sau khi mà chúng ta đã đưa được một số các đối tượng đồ họa sang bên này, bây giờ mình sẽ bật lại con mắt của nó thì chúng ta sẽ thực hiện một số các thao tác biên tập và chỉnh sửa đối với cái hình ảnh con voi trước đó. Bạn nhìn thấy ta sẽ lựa chọn về hình ảnh layer xuất hiện con voi và ta đặt tên cho nó là con voi. Bây giờ con voi thì theo bài mẫu nó sẽ đứng theo chiều ngược lại và kích thước của nó thì không to như này. Vì vậy bạn chọn layer con voi xong thì ta sẽ ấn tổ phím là Ctrl T trên bàn phím. Sau đó các bạn giữ cho mình phím Shift và thu nhỏ con voi sao cho nó bé xuống theo đúng tỷ lệ của bài mẫu. Bây giờ các bạn vẫn đang ở công cụ Transform đó, các bạn kích phải chuột và chọn là Flip Horizontal là khiến con voi nó sẽ lật sang phía bên kia. Và ta ấn Enter hoặc kích đúp vào trong cái khung Transform đó thì bạn sẽ có biểu tượng con voi nó đã được thay đổi. Bây giờ bạn chọn cho mình cái layer con sư tử, cũng tương tự ấn Ctrl T, kích phải chuột và ta chọn horizontal, sau đó kích đúp vào nó. Bạn thấy hình ảnh con sư tử cũng đã được thay đổi kích thước, xoay sang chiều phía bên kia rồi. Tiếp tục tương tự như thế thì ta sẽ đưa tiếp hình ảnh cái cây vào. Cái cây sau khi đã được tạo vùng chọn xong thì bạn cũng lưu ý là chúng ta cần phải xử lý các cái phần cạnh trắng cho nó bằng cách là kéo thanh Shift S để dịch chuyển nó vào phía bên trong này, giúp cho việc ta có thể loại bỏ được uh, các cái phần background màu trắng ở kia. Ấn ok ấn copy và đưa cái file cái cây sang file gốc à, sang file bài tập mẫu của chúng ta ở đây. Bạn ấn Ctrl t và giữ phím shift. Sau đó chúng ta thu nhỏ kích thước của cái cây xuống. Bạn muốn là thu nhỏ đồng tâm thì ấn thêm cho mình phím an và ta có phím an shift. Bạn sẽ đặt được cái cây vào trong cái file thiết kế của chúng ta nằm ở vị trí này. và ấn enter. Cứ tuần tự như vậy thì các bạn nhìn thấy ở trên bài mẫu của chúng ta nó có rất nhiều các đối tượng như là con chim đại bàng con khỉ cái ô hình người thì chúng ta đều đưa vào theo một cách tương tự như thế tuy nhiên là trong phần bài tập này thì bạn nhìn thấy là dưới con sư tử con voi hay con ngựa chúng ta còn có một cái phần bóng nữa thì chúng ta sẽ học cách xử lý cái phần bóng đó cộng với việc là phía sau này ta nhìn thấy một cái kỹ xảo là nhìn cái hình trái đất nó đang phát sáng mình sẽ cũng hướng dẫn các bạn cái cách làm hiệu ứng đó cộng với việc ta chèn thêm một số các hiệu ứng đám mây thì bây giờ ta sẽ làm tập trung vào cái đó Còn những cái đối tượng khi đưa sang đây Thì nó đưa sang nhau theo một cách giống hệt Các bạn chỉ việc lựa chọn hình ảnh và copy sang đây Coi như đó là một cái phần kiểm tra cho phần bài tập của project này Các bạn cần phải hoàn thiện được nó Bây giờ mình sẽ bắt đầu trước bằng việc tạo bóng cho hình ảnh của con voi hay là con sư tử Bằng cách là mình sẽ vẽ cái bóng vào đó thay vì chúng Bởi vì là cái bóng ở đây nó không mang cái hình thù của bất cứ một cái con nào cả Nó chỉ là một cái phần bóng đổ xuống mặt đất Cho mình sẽ thực hiện thao tác là vẽ bóng chứ không phải là dùng lệnh để tạo bóng mình sẽ tạo ra một layer mới bằng cách trên bảng layer này mình kích vào biểu tượng new layer Bạn thấy một layer mới xuất hiện trên layer con voi mình sẽ đổi tên cho nó thành bóng đổ của voi sau đó bạn nhấp dây con chuột lên layer bóng đổ đó bạn kéo nó ra phía sau layer con voi này bạn trên công cụ bạn chọn cho mình công cụ brush tool bạn ấn phím D trên bàn phím để đưa màu tô về thành màu đen và màu trắng theo mặc định. Bạn kích phải chuột và lựa chọn một nét bút số 3 này cho mình giống như bút ta vẫn dùng ở bài trước sau đó kéo cái thanh size để đưa kích thước của bút về với một cái tỷ lệ hợp lý khi ta cần phải vẽ cái bóng lên này bạn lựa chọn cái giá trị opacity là khoảng 20% trên thanh option để ta sẽ vẽ ra được một cái vùng màu đen nhưng với độ mờ rất là nhạt như thế này cái nét vẽ nó không phải là màu đen đậm mà là một màu đen nhạt vừa rồi mình ấn phím Ctrl Z để loại bỏ cái nét vẽ hỏng của chúng ta đi bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là vẽ lên trên cái phần hình ảnh ở chỗ này để tạo ra cái bóng của con voi nó đang di chuyển phía dưới mặt đất đó Bạn cứ click con chuột nhấp dê nó và kéo con chuột đi Để tạo ra cái bóng khi nào nó giống với cái bóng nằm dưới con voi thì thôi Thao tác vẽ này không khó cho nên mình muốn các bạn dần làm quen với cách để chúng ta có thể Chỉnh sửa một bức ảnh trên Photoshop sao cho hiệu quả Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái cấu trúc lệnh để tạo ra cái hiệu ứng đó mà chúng ta sẽ phải vẽ vào đó nếu như cái tình huống này nó là một cái tình huống mà không rõ ràng hay là một tình huống ngẫu hứng hoặc là ngẫu nhiên thì ta sẽ sử dụng thao tác vẽ như vậy tương tự như thế thì mình có thể tận dụng luôn cái layer là bóng của con voi này để mình vẽ cái bóng của con sư tử hoặc các bạn cẩn thận thì tạo riêng cho mình một layer bằng cách là chọn layer con voi này tạo riêng một layer và tên là bóng sư tử rồi sau đó ta cũng để nguyên cái nét bút như vậy và ta chỉ chỉnh nó kích phải chuột lên màn hình để chỉnh nó nhỏ đi một chút xíu thôi Đấy, bạn nhìn thấy là mình vẽ ra cái bóng của con sư tử bằng một cách hết sức đơn giản nhanh mà không tốn nhiều thời gian Đấy, sau khi mà ta vẽ được cái bóng này xong rồi mà nếu như bạn cảm thấy là cái bóng nó bị sai hay bị làm sao đó ta không thể ăn đu trở lại được thì ta sẽ dùng kết hợp với một công cụ là công cụ eraser bạn kích phải chuột vào công cụ eraser này bạn chọn nó sau đó ta cũng điều chỉnh cái công cụ eraser bằng cách chọn nét bút giống hệt cái nét bút mà ta sử dụng bằng công cụ brush kia, bạn cũng điều chỉnh opacity nhỏ về khoảng 20%. Sau đó ta thực hiện thao tác là xóa cái bóng bằng cách vẽ đè lên nó. Thì khi bạn vẽ bằng brush bằng công cụ vẽ mà nó sai thì ta dùng cái tẩy để xóa thôi, giống như các bạn dùng bút chì để vẽ lên giấy thôi mà. Đó, vậy là cái bóng đã được điều chỉnh lại Các bạn thấy là ta vẽ một cái bóng lên cái hình này Một cái bóng đổ thẳng đứng như vậy Thì ta sẽ phải sử dụng công cụ Brush Tool Trong các bài học kế tiếp nếu như ta gặp những cái phần bóng đổ xiên Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách khác để ta có thể tạo ra cái bóng đó Bây giờ để tiếp tục tạo kỹ xảo cho phần trái đất ở phía đường sau Thì mình sẽ mở ra hai cái file hình ảnh gốc Bạn nhìn thấy là file Cloud 1 và Cloud 2 này Đó là những file hình ảnh đám mây Bây giờ bạn mở file hình ảnh đám mây này ra, bạn nhìn thấy mình có một bức ảnh có cái nền là hình caro, thì bức ảnh này là một cái bức ảnh trên nền trong suốt tức là nền transparency. Lúc này bạn không cần phải sử dụng thao tác là thao tác lựa chọn nữa mà bạn có thể đặt con chuột lên trên layer hình ảnh này và kéo thẳng nó sang cái file hình ảnh của chúng ta để sử dụng Hoặc là các bạn có thể sử dụng thao tác lựa chọn là canciona, sau đó ấn copy và ta di chuyển sang bên file kia và ta paste như mọi khi. Tuy nhiên trường hợp này thì mình giới thiệu thêm một thao tác để ta có thể di chuyển nó bằng cách kéo chuột bạn chọn công cụ là mu đặt con chuột lên layer hình ảnh này bạn kéo nó lên trên thanh tiêu đề của file hình ảnh các bạn đang làm việc sau đó là bạn giữ nguyên chuột trái và kéo thả nó vào file hình ảnh chúng ta ở đây bạn thấy một đám mây đã được đưa sang đây rồi ta ấn Ctrl T và thu nhỏ cái đám mây đó nhớ là ấn thêm phím Shift và phím An để thu nhỏ mà giữ nguyên tỷ lệ đồng thời nó sẽ giúp hình ảnh được thu nhỏ về tâm của các bạn tâm của cái khuôn hình bây giờ kích đúp hoặc là enter và thấy một đám mây đã được đưa sang file hình ảnh đó Bây giờ bạn đổi tên nó thành đám mây trên bảng layer và ta kéo cái layer đám mây đó ra xuống phía sau layer bóng của con voi và nằm trên layer trái đất. Bước kế tiếp là bạn chọn cho mình layer trái đất rồi sau đó kích đúp vào biểu tượng của nó hoặc là tốt nhất các bạn nên kích đúp ra phần trống ở chỗ này để nó đúng cho mọi tình huống. Một cái bảng layer style sẽ được mở ra. Trong trường hợp này mình sẽ tạo một hiệu ứng phát sáng cho hình trái đất bằng cách lựa chọn một cái hiệu ứng trên bảng layer style có tên là outer glow bạn nhìn thấy là một cái vùng hào quang nó xuất hiện xung quanh hình trái đất chúng ta bạn kích vào ô màu lựa chọn cái màu mà chúng ta cần làm tạo thành cái hiệu ứng phát sáng đó nó phù hợp với cái màu mà chúng ta có ở trên cái nền trời kia thì càng tốt và mình sẽ lựa chọn cái màu ở vị trí này sau đó là kéo cái thanh trượt opacity để làm cho cái background à, để làm cho cái ứng glow đấy nó đậm lên rồi kéo thanh trượt size để làm cho cái hiệu ứng nó được điều chỉnh kích thước phù hợp Bây giờ mình có được một cái hiệu ứng nó tràn ra xung quanh cái hình quả đất. Tương tự mình sẽ tạo một hiệu ứng nó tràn ra xung quanh nhưng vào phía bên trong bằng cách sử dụng lệnh inner glow và cũng lựa chọn cái màu giống như cách ta vừa làm Bạn cũng điều chỉnh cái thanh trượt size để thay đổi kích thước của nó. Bạn thấy là hình trái đất của chúng ta đã được tạo thêm một cái hiệu ứng phát sáng bao xung quanh nó, giống như hiệu ứng tỏa hào quang trên cái hình trái đất thực của chúng ta và bạn ấn ok. Lúc này trên layer trái đất bạn thấy nó có kèm theo hai cái hiệu ứng là inner glow và outer glow tất cả những cái nhóm hiệu ứng này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài về layer và ta đã có được cái hình ảnh dành cho hình trái đất mà bạn có ở đó bây giờ bạn quay trở lại cái file bài mẫu thì hình ảnh cái người nghệ sĩ đang nhảy này hình ảnh con chim đại bàng hình ảnh cái cà phê và con ngựa hay là cái cánh cửa cùng với hình ảnh của con khỉ thì tất cả những cái file hình ảnh này đó là cái phần kiểm tra cũng như là phần test thách thức riêng dành cho các bạn để các bạn có thể đưa được nó sang bên đó hay là các bạn phải buộc phải làm để làm sao chúng ta có được cái kết quả giống như bài mẫu ở đây. Tất cả những thao tác đơn giản nó chỉ là lựa chọn và cắt ghép nó sang đây mà thôi. Chúc các bạn có thể thực hiện được cái project này một cách hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã rất là kiên nhẫn theo dõi hết toàn bộ cái chương liên quan đến việc xử lý các vùng chọn trên Photoshop và hy vọng là chúng ta sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể thực hiện được những cái tác phẩm mà giống như bài mẫu của chúng ta có ở đây. Hẹn gặp lại các bạn.